Đề năm nay khó như vậy. Lấy 8 công còn được nhưng mà lấy 9 công mới khó lắm. Em nhận định đề năm nay rất là gọi là vượt sức của tất cả mọi người. Dạ em thấy thì toán không phải thế mạnh của em nên em thấy là đề khá khó. Đề toán năm nay khoảng tầm độ khó tầm 6 đến 10. Cái đề năm nay nó phân hóa học sinh mạnh hơn năm ngoái rất nhiều. Những câu vận dụng cao xuất hiện ngay từ câu 37 đến 43 rồi. Còn từ câu 44 trở về sau thì khá là khó. Em chỉ làm được 1-2 câu còn không biết làm. Cảm giác khá nhẹ nhõm khi sau khi thi. Thấy rất là nhẹ nhàng và sẽ về ôn tập cho ngày mai. Bây giờ em sẽ về tiếp tục học bài để tiếp tục tiến vào ngày mai. Em chúc các bạn 2K6 năm nay đổ nguyên vòng 1. Em chúc các bạn 2K6 sẽ đạt được nhiều điểm số cao nhất. Chúc các bạn 2K6 đạt được nguyên vòng 1 và tiến tới ước mơ của mình. Bây giờ thì dù kết quả có như thế nào thì mong các bạn cũng sẽ vẫn sẽ tự tin chiến thắng và mà đáo thành công. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần những khi đến trước cổng trường cũng rất là hồi hộp và lo lắng. Chị thì thấy rất là phấn khởi khi các cháu ra khỏi cửa thì cháu nào cũng thấy là tươi tỉnh, làm được bài. Tâm thế là động viên con và con thì cũng cố gắng, hết sức cố gắng để làm sao là có được cái kết quả tốt nhất.